Lợi xin chào quý cô chú và anh chị ha. Thì hôm nay Lợi có mang đến cho quý cô chú anh chị một mảnh vườn. Thì mảnh vườn của mình đó là nằm ở vị trí là xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì tổng diện tích miếng đất của mình đó là ngày hôm nay là mang đến cho quý cô chú anh chị là 1.035 m² ha, là một sào lẻ 35. Thì trên đất cái đường đi á, hiện tại thì nói sơ về đường đi ha, đường đi thì 5 m, xe ô tô thì vào tận nơi nha. Từ đường đá mi này của mình á thì đi ra mặt hướng mặt tiền bê tông là đâu đó nó tầm khoảng là 50 m thôi. Ở đây mình thấy cái đường mặt tiền bê tông luôn nè, đó thì bê tông đằng trước đó là chỉ có 50 m thôi nha. Thì từ hướng mặt tiền bê tông đó, quý cô chú anh chị mình rẽ phải là mình về chợ Phú Hòa nè, chợ Phú Hòa, rồi quỹ ban xã nè, trường học các cấp 1, 2, 3, rồi Bách Hóa Xanh, điện máy xanh ha, và cà phê ca cao Trọng Đức ha, vườn ca cao Trọng Đức của Định Quán Đồng Nai. Thì đâu đó thì mình đi ra hướng chợ Phú Hòa nó tầm khoảng là 2 km ha. Thì từ chợ Phú Hòa đó mình đi thẳng ra quốc lộ 20 là cũ km 125 bến xe Tân Phú Đồng Nai là 5 km nữa ha. Thì từ mình đi chợ Phú Hòa mình rẽ trái mình về và mình vẫn về được quốc lộ 20 của hương lộ nhựa 116 ha, là cũng 5 cây đó. Thì đường đó thì đi ra hướng quán cà phê vườn ca cao Trọng Đức ha, và công viên Suối Mơ đâu gần đây thì cũng tầm khoảng 3 km thôi. Rồi thì ra tới quốc lộ 20 quý cô chú chị mình rẽ phải mình về thành phố Đà Lạt là 175 cây, mình rẽ trái mình về thành phố Hồ Chí Minh là đâu đó là 130 cây ha. Và sau đây thì lại phân tích thông tin chi tiết về mảnh vườn nha. Đó, vườn của mình thì hiện tại là chỉ có trồng bưởi, nhưng mà bưởi kiểu như là lâu quá chủ không có chăm sóc và đập bỏ không bỏ hoang ha. Thì bưởi của mình nó hiện tại thì nó đã chết đó rồi, nó héo queo rồi ha, nó khô khan, nó cây cối nó không được tươi tốt nữa. Ở đây thì mình có được 10,3 mét mặt tiền ha, 10,3 m. Đây, thì từ cái cọc này trải dài đến cái cọc kia là mình được 10,3 m ha, trải dài đi xuống dưới là 100 m nha. Thì tổng diện tích là 1.035 m². Đó, thì đất của mình nằm ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì tổng miếng đất này của mình á, thì 1.035 m², thì chủ kêu giá bán hết là 360 triệu, đâu đó thì có bớt lọc và thương lượng nhẹ trực tiếp với chủ ha. Xung quanh đây thì khu dân cư nè, nhà người ta xây kín mít ha. Cái này là hiện tại là chủ bên này xe nhà Yến ha. Phần phía trước mình có chiếc xe hơi nè, đó chiếc xe hơi phía trước nè, thì người ta đang làm khu nghỉ dưỡng bên kia nha. Ở đây cũng có căn nhà nè. Rồi mình đi ra tới mặt tiền bê tông á, tới hướng mặt tiền bê tông chỉ có 50 m, lúc nãy chỗ lại chỉ ha. Thì từ đây ra đó chỉ có 50 m mặt tiền bê tông, thấy xe chạy luôn nè. Đó, hướng ngoài đó đó thì chỉ có 50 m thôi. Là 50 m là mình sẽ gặp khu dân cư nè, đầy đủ hết trơn luôn ha. Khu dân cư rồi bách hóa, tạp hóa đồ đầy đủ. Mình rẽ phải mình về chợ Phú Hòa. Chợ Phú Hòa thì mình gặp chợ Phú Hòa nè, rồi quán cà phê vườn ca cao nè, Trọng Đức nè. Rồi Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, y tế, xã, rồi đồn công an này kia đủ thứ ha. Thì đâu đó nó tầm khoảng là 1 km nữa ha, 1,5 km là mình gặp chợ Phú Hòa và trường học các cấp 1, 2, 3, và công an xã, rồi Bách Hóa Xanh, bị tập hóa rồi ha, điện máy xanh rồi. Thì mình ra tới đường nhựa, tới chợ Phú Hòa đó mình đâm thẳng ra luôn và mình ra quốc lộ 20. Quốc lộ 20 của km 125, bến xe Tân Phú Đồng Nai là 5 cây ha. Rồi mình ra chợ Phú Hòa, nếu mà mình đâm thẳng thì mình về quốc lộ 20 của bến xe Tân Phú. Nếu mà mình rẽ trái mình về quốc lộ 20 của hương lộ nhựa 116 ha, Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai. Thì ra đó là hướng đi ra hướng cà phê ca cao Trọng Đức ha. Thì từ ca cao Trọng Đức đó mình ra quốc lộ 20 là 4 cây. Nói chung đường nào ra quốc lộ 20 cũng được, cũng là 5 km ha. Thì từ đây mình ra chợ Phú Hòa là đâu đó nó tầm khoảng là 1,5 km là mình gặp chợ nha. Đó, đất thì nói chung thì chắc đất màu mỡ, nhưng mà hiện tại chủ đã không có làm vườn nữa cho nên bỏ hoang, cho nên bưởi nó đã héo, nó đã không còn như sung túc như trước ha. Đó, mặt tiền của mình nè, từ cột này qua đến cột đó mình được 10,3 m, và cái hậu dài của mình đi xuống là được 100 m ha. Thì
Tổng diện tích miếng đất này là 1.035 m², có 10,3 mét mặt tiền. Chủ kêu giá bán hết là 360 triệu. 360 triệu có bất lọc và thương lượng nhẹ ha. Rồi lại xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều ha. Thì quý cô chú anh chị có thiện chí thì alo trực tiếp lại ha, tư vấn về thông tin rồi về lô đất ha. Thì quý cô chú anh chị có thiện chí thì alo cho em. Còn quý cô chú anh chị nhắn theo đăng ký và theo dõi những video tiếp theo của em ra nha. Rồi, anh xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều.